Xin chào các bạn, mình là Thành Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm công thức tính tổng từ nhiều sheet. Và yêu cầu tính tổng từ nhiều sheet của mình đó là mình sẽ phải bố cục các sheet có cùng cấu trúc. Giả sử như sau, mình tính tổng theo cột tên sản phẩm và tính tổng theo số lượng và thành tiền. Thì khi đó cột tên sản phẩm, cột số lượng và cột thành tiền đều là ở cột C, cột F và cột H, giống nhau ở tất cả các sheet. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Và yêu cầu thứ hai đó là tên các sheet phải đảm bảo cũng cùng cấu trúc. Ví dụ như sau, tiền tố bắt buộc phải là chữ data hoặc là ký hiệu nào đó theo yêu cầu người dùng. Và hậu tố thì là các số tự nhiên tăng dần. Ví dụ như của mình đánh số từ 1, 2 và 3. Thì khi đó, đối với bài toán tính tổng này thì thông thường chúng ta sẽ phải dùng nhiều hàm sum ES để cộng tổng lại với nhau. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một hàm sum ES kết hợp với hàm indirect để mình có thể là tổng từ nhiều sheet. Đầu tiên thì mình sẽ làm công thức từ cột số lượng, mình dùng hàm sum ES. Tham số đầu tiên thì mình đưa vào cột tính tổng thì mình sẽ dùng hàm indirect. Sau đó mình sẽ truyền vào một chuỗi địa chỉ. Chuỗi địa chỉ của mình gồm có cấu trúc như sau. Đầu tiên mình sẽ đưa vào tên sheet, mình sẽ đưa vào chữ data. Và chữ data này được ghép với các số 1, 2, 3 thì mình sẽ ghép vào và mình mở ngoặc nhọn 1,2,3 tương ứng là tên 3 sheet. Sau đó thì mình lại ghép tiếp với lại dấu chấm than, vì tên sheet đằng sau phải có dấu chấm than. Sau đó mình sẽ đưa cột tính tổng vào là cột F. Mình đóng nháy kép và mình đóng ngoặc kết thúc hàm indirect. Khi đó kết quả đó là mình sẽ dùng hàm indirect để đưa vào tham số đầu tiên là cột tính tổng. Tiếp theo đó là mình sẽ đưa vào cột điều kiện. Cột điều kiện của mình là cột mã hàng thì sẽ ở bên cột C. Thì mình sẽ copy nguyên cái hàm indirect mà mình đã tạo trước đó. Sau đó mình sẽ thay cột F là cột C. Và tham số thứ 3 đó là điều kiện là gì, thì mình sẽ trỏ vào điều kiện là ô B4 ở sheet tính tổng. Khi đó hàm sum ES này sẽ tạo ra chúng ta một mảng gồm có 3 phần tử, từ sheet 1, sheet 2, sheet 3. Và để tính tổng thì mình sẽ dùng hàm sum BRAC mình bao bên ngoài. Kết thúc công thức thì mình nhấn Enter và mình kéo xuống dưới. Như vậy thì mình đã làm xong công thức cho cột tính tổng số lượng. Thì khi đó phần tổng tiền thì mình cũng làm tương tự, hoặc là mình có thể copy công thức từ phần số lượng sang. Mình sẽ copy cho nhanh và sau đó mình sẽ paste sang phần tổng tiền. Thì khi đó phần tiền sẽ là ở cột H thì mình thay cột F là cột H. Điều kiện thì vẫn là cột C và ô điều kiện là ô B4. Sau đó mình nhấn Enter và kéo xuống dưới. Như trong ví dụ này thì mình có 3 sheet data 1, data 2 và data 3. Còn trong thực tế thì chúng ta có thể có nhiều sheet hơn, chẳng hạn như một năm chúng ta có 12 tháng. Còn trong trường hợp nếu chúng ta theo dõi theo tháng mà mỗi ngày chúng ta tách ra một sheet, thì khi đó file đó có khoảng 30 sheet. Và trong những tình huống như vậy, nếu chúng ta ghép các số 1, 2, 3 cho đến tận số 30, 31, thì khi đó công thức của chúng ta khá là dài. Và mình sẽ có rút ngắn công thức lại như sau, đó là mình sẽ xóa cái số 1, 2, 3 này đi. Và sau đó mình sẽ thay bằng hàm row. Mình đưa vào là từ 1 cho đến 3. Sau đó mình cố định cái tọa độ từ 1 đến 3 lại, tức là dòng từ 1 đến 3. Tương tự như vậy thì mình sẽ copy hàm row. Sau đó mình paste vào số 1, 2, 3 đằng sau này nữa. Và mình nhấn Enter. Kết quả thì công thức vẫn không thay đổi, bởi vì là số 1, 2, 3 nó tạo cho chúng ta các giá trị chạy từ 1 đến 3. Tương tự nếu chúng ta chạy từ 1 đến 12 thì chúng ta thay từ 1 đến 12. Và cuối cùng tại từ 1 đến 30, 31 chẳng hạn thì chúng ta thay các con số cuối cùng này. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái công thức để tính tổng từ nhiều sheet. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn chuyên làm về báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc được nhanh chóng và tiện hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.